Cố là bộ phim cổ trang tình cảm, được chuyển thể từ phần tiền truyện của tiểu thuyết ngôn tình cốt cách mỹ nhân. Bộ phim Châu Sinh Như Cố có những tập phim cuối với kết thúc bi thảm. Toàn bộ mạch phim có 24 tập phim và chỉ lên sóng trong 10 ngày, nhưng đã lọt top những bộ phim Hoa ngữ ăn khách nhất. Bộ phim Châu Sinh Như Cố thành công thì có sự đóng góp rất lớn của những diễn viên đình đám Hoa ngữ. Và hãy cùng blog giải trí điểm danh dần diễn viên Châu Sinh Như Cố và những bộ phim hay nhất của họ bạn nhé. 1. Nhậm Gia Luân trong vai Châu Sinh Thần. Tên thật là Nhậm Quốc Siêu, ngày sinh 11 tháng 4 năm 1989, chiều cao 1m78. Nhậm Gia Luân là nam diễn viên Trung Quốc được yêu thích của bộ phim Châu Sinh Như Cố. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, được xem là ngôi sao nở muộn của làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên Nhậm Gia Luân thì ban đầu muốn trở thành vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp, nhưng mà không may gặp chấn thương phải bỏ ngang. Tuy nhiên cũng chính nhờ vậy mà có thêm một nam thần nổi tiếng Trung Quốc nhờ vào tài năng và sắc vóc. Nếu bạn yêu thích diễn viên này, hãy đón xem những bộ phim nổi tiếng nhất của Nhậm Gia Luân như sau: Thông Thiên Địch Nhân Kiệt, Đại Đường Vinh Diệu, Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Cẩm Y Chi Hạ, Mộ Bạch Thủ, vân vân. 2. Bạch Lộc trong vai Thôi Thời Nghi. Tên thật: Bạch Mộng Niên. Ngày sinh 23 tháng 9 năm 1994, chiều cao 1m65. Bạch Lộc là một nữ diễn viên kiêm người mẫu Trung Quốc. Nữ diễn viên nổi tiếng này thì hội tụ cả đủ tài lẫn sắc nên được rất nhiều đạo diễn để mắt đến. Bạch Lộc là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của showbiz, cô đã gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt góc cạnh, tính cách thì hòa nhã. Các vai diễn của Bạch Lộc thường gắn với dạng vai nữ cường, mạnh mẽ như là tướng quân, bang chủ, môn chủ, vân vân. Bạn có thể xem những bộ phim hay nhất của Bạch Lộc như là Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương, Ngọc Lâu Xuân, Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu, vân vân. 3. Vương Tinh Việt trong vai Lưu Tử Hành. Tên thật là Vương Đào, năm sinh mùng 5 tháng 3 năm 2002, chiều cao 1m84. Dù Vương Tinh Việt vẫn đang mải mê với những dự án phim cổ trang Trung Quốc, tuy nhiên thì chàng diễn viên này vẫn đang học tại Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Với kinh nghiệm đóng phim, cộng với tài năng diễn xuất và nhất là gương mặt chuẩn mỹ nam Trung Quốc của mình, nên nam diễn viên này được rất nhiều fan nữ hâm mộ. Trong bộ phim Châu Sinh Như Cố, Vương Tinh Việt là gương mặt bị nhiều khán giả ghét nhất. Chính vì vậy có thể nói rằng kỹ năng diễn xuất của Vương Tinh Việt ít nhiều tạo được cảm xúc cho khán giả. Bạn đã xem những bộ phim hay nhất của Vương Tinh Việt này chưa? Hãy xem Tiểu Phong Bạo, Ngọc Lâu Xuân, Châu Sinh Như Cố, Lần Đầu Yêu Em, Công Tử Khuynh Thành bạn nhé! 4. Lý Nghi Nho trong vai Hồng Hiểu Dự. Ngày sinh 27 tháng 2 năm 1990, chiều cao 1m66. Còn có tên khác là Lý Tĩnh Di, là một nữ diễn viên, người mẫu. Dù cô đã tham gia nhiều tác phẩm, nhưng có vẻ sự nghiệp của cô không mấy thăng hoa. Gần đây sau khi tham gia đóng phim Châu Sinh Như Cố, thì tên tuổi của nữ diễn viên Trung Quốc này mới được chú ý nhiều hơn. Lý Nghi Nho đã tham gia vào làng giải trí Trung Quốc từ năm 2011. Những bộ phim của Lý Nghi Nho tham gia như là Tháp Nga, Tình Yêu Trong Thành Phố, Chiến Dịch Dọn Dẹp, Ông Nội Của Tôi 1945, vân vân. 5. Diêu Dịch Thần trong vai Thôi Phong, tên tiếng Anh Ethan. Ngày sinh 28 tháng 1 năm 1987, chiều cao 1m82. Dù Diêu Dịch Thần đã tham gia vào showbiz nhiều năm nhưng vẫn chưa có được tác phẩm nào để đời cho mình. Tuy nhiên với nhan sắc không phải dạng vừa đầu của mình, mà anh cũng là nam diễn viên phụ được nhiều người yêu thích. Một số bộ phim hay của Diêu Dịch Thần có thể kể đến như sau: Thâm Trạch Tuyết, Khắc Lạp Luyến Nhân, Cẩm Y Tri Hạ, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Dự Quân Ca, Châu Sinh Như Cố, Giao Tượng Truyền Kỳ, vân vân. 6. Châu Lục Lạp trong vai Tiêu Văn. Ngày sinh 26 tháng 6, chiều cao 1m85. Châu Lục Lạp xuất thân trong một gia đình nghệ thuật nên từ bé anh đã bộc lộ đam mê của mình. Nam diễn viên Trung Quốc Châu Lục Lạp đã trau dồi kỹ năng diễn xuất ở trên sân khấu kịch kể từ khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Nhưng đến năm 2018, Châu Lục Lạp mới bắt đầu đóng phim. Một số bộ phim có Châu Lục Lạp tham gia như Trường An 12 Canh Giờ, Cá Sấu Và Chim Tăm, Châu Sinh Như Cố, Ngọc Lâu Xuân, Anh Yêu Em, vân vân. Châu Sinh Như Cố ban đầu có tên là Trường An Như Cố. Tuy nhiên sau đó, vì vấn đề kiểm duyệt mà những bộ phim cổ trang có từ Trường An ở trong tên phim đều phải đổi thành tên khác. Ngoài ra, nữ nhà văn Mạc Bảo Phi Bảo, tác giả của Cốt Cách Mỹ Nhân, đã trực tiếp giữ vai trò biên kịch để Châu Sinh Như Cố thành một bộ phim hoàn chỉnh kéo dài 24 tập. Bộ phim thành công nhờ cốt truyện có chiều sâu, phát triển logic, âm mưu tranh đấu cũng mới lạ, gay cấn
không chỉ lún sâu vào tình yêu ủy mị. Vậy bạn đã xem bộ phim Châu Sinh Như Cố hay chưa? Cho blog giải trí biết cảm nhận của bạn nhé! Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!